Xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Việt Nam lại lỡ hẹn nâng hạng. Bài toán về quản trị doanh nghiệp, tăng quy mô thị trường chứng khoán đang cần lời giải. Đó là những điều kiện cần hội tụ và đạt các tiêu chuẩn của MSCI. Tiếp nối câu chuyện về nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, tuần này chương trình chứng khoán cuối tuần sẽ tiếp tục bàn luận về những nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa đủ điều kiện nâng hạng lên thị trường mới nổi và các giải pháp của các thành viên thị trường. Thưa quý vị, theo tiêu chí đánh giá của MSCI, quản trị doanh nghiệp là một tiêu chí không thể thiếu. Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài đánh giá doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn đang trong tình trạng báo động. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ tìm hiểu rõ hơn về điều này. Báo cáo của VCCI năm 2014, mức điểm trung bình về khả năng quản trị doanh nghiệp của Việt Nam là 35,1, thấp hơn nhiều so với Thái Lan 84,5, Malaysia 75,2, Singapore 70,7 hay Indonesia là 57,3. Trong năm 2015, Việt Nam cũng không có đại diện nào lọt top 50 doanh nghiệp niêm yết có chất lượng quản trị công ty tốt nhất khu vực ASEAN. Điều này cho thấy tình trạng đáng báo động của khả năng quản trị doanh nghiệp Việt Nam, bởi con số thống kê trên mới là của những doanh nghiệp đã niêm yết, những doanh nghiệp tiên tiến. Vậy nếu tính cả những doanh nghiệp chưa niêm yết, bức tranh quản trị doanh nghiệp sẽ còn tệ hơn. Quản trị doanh nghiệp Việt Nam theo tôi là với những thực tế ghi nhận như hiện nay, theo tôi là rất là đáng báo động. Bởi vì sao? Bởi vì cái thứ nhất là cái điểm đấy hiện nay là đang tính cho những doanh nghiệp niêm yết, là những doanh nghiệp ta gọi là tiên tiến. Thế thì nó chưa tính cho những cái doanh nghiệp đại chúng và những doanh nghiệp chưa niêm yết. Đây là con số mà cái thực trạng bức tranh về quản trị doanh nghiệp theo tôi là nó còn xấu hơn rất nhiều so với lại những cái mà chúng ta ghi nhận được hiện nay. Quản trị công ty có vai trò hết sức quan trọng với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Theo đó, quản trị công ty tốt sẽ giúp huy động nguồn vốn dễ dàng và đặc biệt giúp giải quyết tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp. Quản trị công ty tốt cũng sẽ thu hút đầu tư, cải thiện hoạt động của doanh nghiệp. Chúng ta ở còn mức độ trung bình, chính vì vậy mà nó không tạo ra được cái niềm tin và nó chưa đưa đến những cái hiệu quả tốt trong kinh doanh đối với lại các cái doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta. Theo kết quả khảo sát của 400 doanh nghiệp theo mô hình hiện đại, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và doanh nghiệp FDI trong năm 2016 của VCCI cũng cho thấy 40% doanh nghiệp chỉ công bố báo cáo tài chính, tỷ lệ doanh nghiệp chỉ công bố báo cáo tài chính thường niên là 6,5%, tỷ lệ doanh nghiệp công bố cả báo cáo tài chính và báo cáo thường niên là gần 23%, đặc biệt có tới 30% không công bố báo cáo nào. Điều này cho thấy quá trình thực hiện nguyên tắc quản trị công ty ở Việt Nam chưa tốt, doanh nghiệp Việt Nam chưa nhận thức đúng mực vai trò của quản trị công ty, do đó doanh nghiệp Việt Nam chưa tạo được niềm tin và chưa đưa ra hiệu quả tốt trong kinh doanh. Trong rất là nhiều năm khi tiến hành đánh giá về quản trị công ty và đưa quản trị công ty vào Việt Nam theo phương thức là nâng cao nhận thức và tập trung đào tạo cho các cán bộ của các doanh nghiệp, nhưng mà cuối cùng nhận thấy rằng kể cả khi mà tiến hành về đào tạo về phát triển bền vững thì sự thay đổi đột phá phải từ thành viên hội đồng quản trị, từ hội đồng quản trị, nên là ở đấy là cũng có yếu tố của con người, các thành viên hội đồng quản trị. Ở đấy có những yếu tố đánh giá là sự đóng góp của các thành viên hội đồng quản trị độc lập. Thì thực trạng quản trị công ty ở Việt Nam thì có rất nhiều cải thiện, mà cái này không phải đánh giá từ cơ quan lý ở Việt Nam mà có cả của các nước trong khu vực và của OECD. Thì có cải thiện nhưng chưa phải đạt tới sự mong muốn của phía cơ quan lý. Và ở đây là hướng tới về bảo vệ là lợi ích cho các cổ đông. Thúc đẩy quản trị công ty, bảo vệ lợi ích cho cổ đông, bảo vệ lợi ích cho các bên có liên quan. Những vấn đề về quản trị doanh nghiệp luôn thay đổi và phụ thuộc vào thị trường. Khi bạn nhìn rộng ra toàn cầu, thì một thách thức lớn đó chính là văn hóa. Nó có thể là văn hóa của một đất nước hay chỉ là văn hóa của một công ty. Làm thế nào để bạn có thể cải thiện văn hóa của một công ty? Đó là thách thức. Có thể nói, doanh nghiệp thì ngày càng phức tạp hơn. Làm thế nào để bạn chắc chắn rằng những gì mà người đứng đầu doanh nghiệp nói thực sự đến với toàn bộ nhân viên, toàn bộ tổ chức? Vấn đề thứ ba là doanh nghiệp ngày nay có xu hướng mở rộng giao thương. Văn hóa của quốc gia mà mình đến chắc chắn sẽ có nhiều điểm khác biệt. Làm thế nào để những người chủ, người quản lý doanh nghiệp có thể giải quyết được tất cả những khác biệt đó?
Để cải thiện chất lượng quản lý công ty nói chung, các chuyên gia đã chỉ ra một số công cụ, bao gồm thành lập viện thành viên hội đồng quản trị theo mô hình nhiều nước trên thế giới, áp dụng chuẩn mực kế toán báo cáo tài chính quốc tế, tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt quản trị công ty, các gói giải pháp quản trị của các công ty chứng khoán, kiểm toán và nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp. Một trong những tiêu chí khác để tổ chức xếp hạng thế giới MSCI xếp hạng chính là quy mô của thị trường chứng khoán. Mặc dù ở thời điểm hiện tại thị trường Việt Nam đã đáp ứng được tiêu chí này, tuy nhiên nếu so sánh với các thị trường khác trong khu vực thì quy mô của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn khá nhỏ. Vậy làm thế nào để tăng quy mô thị trường? Làm thế nào để thị trường giao dịch sôi động hơn? Mời quý vị tiếp tục đến với phóng sự ngay sau đây để giải đáp những câu hỏi này. Tính đến cuối năm 2016, vốn hóa thị trường tăng 30%, bằng 42% GDP so với vốn hóa bình quân 88,6% GDP của 4 nước Đông Nam Á, gồm Malaysia 121%, Thái Lan 103%, Philippines 82,5% và Indonesia 48%, thì mức vốn hóa tại thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại vẫn còn khá khiêm tốn. Để tăng quy mô, thị trường chứng khoán Việt Nam cần nhiều những doanh nghiệp có vốn hóa lớn, có chất lượng và có nền tảng kinh doanh tốt lên niêm yết. Từ cuối năm 2016 đến nay, đã có không ít doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa đã lên sàn niêm yết như Sabeco, Habeco, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines hay Vinatech. Tính đến hết quý 1 năm 2017, vốn hóa thị trường chứng khoán đã đạt hơn 2.280.000 tỷ đồng, tương đương với 50,3% GDP, tăng 16% so với cuối năm 2016. Những cái doanh nghiệp này lên sàn ấy, thì đã giúp phần nào là tăng thêm cái quy mô vốn hóa của thị trường và cũng kéo theo thêm những cái lớp nhà đầu tư ở OTC của những cái cổ phiếu này vào thị trường, thì mô hình chung là nó cũng giúp cho là vốn hóa tăng, thanh khoản thị trường tăng, ở số tài khoản nhà đầu tư tăng. Tuy nhiên, do một số vướng mắc nên quá trình cổ phần hóa diễn ra còn chậm, đây là một trong những vấn đề được chính phủ coi trọng giải quyết trong năm nay. Hoàn thiện cái pháp luật về cổ phần hóa và thoái vốn theo cái mục tiêu làm sao chúng ta biết được cái kẽ hở và cái lỗ hổng, tránh được cái chuyện mà tiêu cực và thất thoát lợi ích nhóm trong cái công tác định giá rồi sử dụng đất đai cổ phần hóa và cổ phần hóa doanh nghiệp. Hai cái này đang vướng mắc cho nên là tốc độ cổ phần hóa cũng đang có cái hướng chậm lại. Dưới chỉ thị của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ Tài chính đã đặt mục tiêu sẽ đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa kèm niêm yết của các doanh nghiệp nhà nước, qua đó cung cấp cho thị trường chứng khoán một lượng hàng hóa mới chất lượng. Chúng ta đi vào thị trường thì chúng ta phải làm tiếp tục đẩy mạnh cái tái cơ cấu, cái hệ thống chứng khoán, cái thị trường chứng khoán để thúc đẩy doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận với cái kênh huy động vốn. Các doanh nghiệp nhà nước hiện nay hầu hết là các doanh nghiệp có vốn hóa rất lớn, thậm chí có một số doanh nghiệp đang nắm giữ vị thế độc quyền trên thị trường. Sắp tới, sẽ có hai doanh nghiệp nhà nước lớn sẽ lên niêm yết là Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí. Chỉ cần hai doanh nghiệp này lên sàn, vốn hóa thị trường chứng khoán sẽ tăng thêm trên 35.000 tỷ đồng. Như vậy, quy mô thị trường tăng sẽ là một cơ sở tốt để tiến hành nâng hạng thị trường. Bên cạnh đó, cũng mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư. Cái sự tăng trưởng về chỉ số, sự tăng trưởng về quá trình giao dịch và bản thân nhà đầu tư sẽ có rất nhiều cơ hội để đầu tư. Họ có nhiều cái cơ hội để lựa chọn được các doanh nghiệp tốt, bởi vì hiện nay chúng ta nhận thấy rằng quá trình cổ phần hóa bắt đầu đẩy mạnh và nó mở ra một cái cơ hội để cho tất cả các nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư nội, ngoại, cá nhân hay tổ chức đều có cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp như vậy. Tuy nhiên, quy mô thị trường tăng thì cũng cần thêm những cơ chế, công cụ khác để tăng tính thanh khoản cho thị trường, như cơ chế nhà tạo lập thị trường và cơ chế bán khống. Từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, cơ chế về nhà tạo lập thị trường trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội HNX đã chính thức có hiệu lực. Theo đại diện HNX, đây là cơ chế cần thiết giúp tăng thanh khoản trên thị trường. Chúng ta có đến hàng nghìn doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch ở trên cả hai sàn. Cái thứ hai là có một khối lượng không nhỏ các doanh nghiệp đó có mức độ thanh khoản cũng chưa phải là cao. Như vậy rất cần một cái tổ chức đứng ra để thúc đẩy và tạo thanh khoản cho cái mảng thị trường này. Bên cạnh cơ chế nhà tạo lập thị trường thì sắp tới, nghiệp vụ bán khống chứng khoán cũng sẽ được đưa vào thực hiện trên thị trường. Nghiệp vụ này giúp nhà đầu tư có được lợi nhuận ngay cả khi thị trường giảm điểm. Một đặc điểm đáng chú ý đối với bán khống đó là nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch đối với sản phẩm không thuộc sở hữu của mình. Bán khống là một hình thức đầu cơ giá xuống. Chúng ta khi nhìn thấy cái xu hướng thị trường xuống thì chúng ta không mua mà chúng ta thường là bán.
nhưng mà chúng ta không thể bán cái chúng ta không có, để chúng ta phải đi mượn cổ phiếu hay mượn hàng hóa của các nhà đầu tư khác trên thị trường để chúng ta bán. Như vậy, khi quy mô thị trường tăng lên kèm với giao dịch sôi động thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ sớm được nâng hạng như kỳ vọng, từ đó sẽ phát triển một cách bền vững và thu hút được dòng vốn lớn từ thị trường. Từ những phân tích của hai phóng sự trên và tổng hợp lại từ chương trình chứng khoán lần trước vào ngày 1 tháng 7, các thành viên thị trường cho rằng những điểm mấu chốt cần làm để thúc đẩy tiến trình nâng hạng sẽ là gia tăng quy mô có thể đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài, sử dụng tiếng Anh trong các thủ tục và công bố thông tin, tạo cơ chế thông thoáng hơn trên thị trường ngoại hối, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết. Ngoài ra, việc sáp nhập các sàn chứng khoán để tăng quy mô có thể đầu tư, thống nhất tiêu chuẩn minh bạch quản trị giúp nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng đánh giá doanh nghiệp chắc chắn sẽ được MSCI ghi nhận và có ảnh hưởng tốt đến quyết định nâng hạng. Chùm ý kiến sau của các thành viên thị trường sẽ kết thúc chương trình chứng khoán cuối tuần này. Mời quý vị cùng theo dõi. Những tiêu chí chính như là tăng cái cung cho thị trường chứng khoán, tức là tạo nhiều hàng thì có thể là cái quy mô thị trường chứng khoán nó lớn lên. Và khi mà quy mô thị trường chứng khoán nó lớn lên rồi thì như vậy là thị trường mình sẽ dễ dàng huy động được các cái dòng vốn mới. Đấy. Và thứ hai nữa là họ đang theo đuổi, tức là sửa đổi lại cái chính sách mà để mở room cho nhà đầu tư nước ngoài thì để thuận lợi cho những cái chuyện đấy. Thế nhưng mà quan điểm của chúng tôi thì là các nhà đầu tư ấy, là muốn là cái thị trường chứng khoán mình là phải phát triển một cách bền vững, phải làm rất nhiều biện pháp thì mới nâng hạng được. Bởi vì cái thị trường của mình thì thực ra thì nếu mà so với thị trường thế giới thì nó vẫn như là chợ trời, chứ chưa phải là một cái siêu thị văn minh hiện đại. Cho nên là còn rất nhiều việc phải làm, phải cải tổ ủy ban chứng khoán nhà nước, hay là phải cổ phần hóa các trung tâm giao dịch, rồi phải tăng cường giám sát, rồi là phải nâng cao đạo đức của cái người quản lý, rồi có thể là phải thuê thêm cái người nước ngoài vào. Đấy, thì họ không dễ bị mua chuộc. Đấy, bây giờ cái điều lo nhất là bây giờ là nhiều cán bộ ủy ban chứng khoán hay là chỗ sở giao dịch là bị một số nhóm lợi ích nó mua chuộc. Thì như vậy là nó xuất hiện cái tình trạng là cổ phiếu làm giá. Mà trong thời gian hiện nay thì những cái nhóm cái cổ phiếu làm giá thì nó ngày càng nhiều, nó làm giá trắng trợn. Đấy là cái điều mà các nhà đầu tư đang lo lắng. Hiện tại thì cái tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với các công ty niêm yết là hiện tại đang giới hạn 49%. Tuy nhiên thì tôi nghĩ thì đó cũng là cái rào cản rất lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài mà muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Vì vậy thì chúng tôi cũng rất mong muốn với các cơ quan quản lý nới rộng cái tỷ lệ này, có thể từ 60 lên đến 75% để cho đối với nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là đối với công ty chứng khoán thì tôi rất mong muốn là có thể là sẽ nới rộng hơn nữa đến 100% để cho các nhà đầu tư nước ngoài. Các cơ quan quản lý nhà nước có những các cái biện pháp để tăng về thanh khoản, cái độ hấp dẫn của thị trường nó tăng hơn thì sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn đến với cả thị trường. Bởi vì là cái gì thì nói, nó hay nó dở phải là nội tại của nó. Thị trường bây giờ có hấp dẫn hay không? Thì đầu tiên tôi cho rằng là cái thanh khoản là một trong những vấn đề cần phải cải thiện. Cái thứ hai nữa là ở đây cần phải có những các cái quy định chặt chẽ về việc công bố thông tin. Nói tóm lại là công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết hiện nay cần phải minh bạch, cần phải kịp thời để tới được các nhà đầu tư. Nhà đầu tư họ hiểu rất rõ và họ tin tưởng thì họ mới mua, chứ còn họ hiểu mập mờ hoặc là họ nghi ngại, họ bảo là ở trên thị trường nhiều làm giá lắm hoặc là thao túng giá hoặc là thì đó mà luôn luôn lo ngại thì đương nhiên họ không dám tham gia, và nếu có tham gia họ không dám tham gia một cách tích cực. Đấy, thì một trong những cái mà cần phải có những quy định chế tài về vấn đề công bố thông tin cần phải đầy đủ, chính xác, rõ ràng, kịp thời. Ngoài ra nữa là trong những cái trường hợp mà những cơ quan và tổ chức mà vi phạm thì cần phải rất là nghiêm túc và rất là triệt để trong cái việc mà áp dụng luật để tiến hành xử lý những cái việc đó, chứ không thể nương tay. Rà soát lại toàn bộ tất cả các tiêu chí, tất cả các yêu cầu để làm việc với chuyên gia quốc tế, phân loại thành các cái nhóm, rồi từ đó phân công có những quyết định riêng trong nội bộ, phân công cho từng cái nhóm người, từng nhóm đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp để mà giải quyết và lên một cái lộ trình để làm sao mà thúc đẩy cái nâng hạng.
Tôi nghĩ là năm nay là cái năm rất nhiều thuận lợi. Một là cái cổ phần hóa, những doanh nghiệp lớn sẽ tạo ra cái làn sóng đầu tư lớn. Thứ hai, thị trường phái sinh ra, rồi là cái xu hướng hồi phục thị trường chứng khoán thì nó sẽ thu hút dòng vốn ngoài và phát triển nó tốt hơn. Thì kèm theo đó thì cái hoạt động thanh tra giám sát cũng sẽ phải cần trương hơn. Những nhận định vừa rồi của các thành viên trên thị trường chứng khoán đã kết thúc chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.